đập mũi cho phú hộ. Ngày xưa, ngày xưa, có hai vợ chồng nhà kia đi ở đợ cho một lão phú ông gần một đời. Hai vợ chồng rất hiền lành, đã ngoài 50 tuổi mà vẫn chưa có con. Một ngày nắng gắt, người vợ vào rừng hái củi cho chủ. Khát nước quá mà không tìm thấy suối. Hả? Một cái sọ dừa ai bỏ lại đây từ khi nào vậy? Ồ, có nước mưa đọng lại bên trong. Chà, thật là khoan khoái. Cứ như có một luồng sinh khí vừa chạy qua khắp người mình vậy. Thế rồi, về nhà kỳ lạ thay, bà hoài thai. Thời gian ngắn sau đó, chồng bà cũng không may qua đời. Công việc trong nhà phú ông rút cả vào người vợ. Bà làm quần quật suốt ngày, ăn đói mặc rách, nhưng vẫn còn một niềm vui là sắp có con. Trời ơi, ông trời ơi, sao lại thế này chứ? Tôi đã làm gì không phải mà ông không cho tôi một đứa con khỏe mạnh, lành lặn ăn uổi tuổi già chứ? Mẹ ơi. Hả? Là con vừa gọi ta sao? Con biết nói hay sao vậy? Dù con không lành lặn như người thường, nhưng mẹ đừng vì thế mà đem vứt bỏ con nha. Con sẽ ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Không, tất nhiên là mẹ sẽ không bao giờ làm thế. Dù con có trông hình dạng như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu thương con mà. Thế nhưng nhiều năm tháng qua đi, hình dạng của cậu vẫn lăn lông lốc y như hồi mới sinh ra, mà chẳng lớn hay biến đổi gì. Người mẹ cũng vì thế mà bắt đầu cảm thấy sầu lo cho tương lai của con mình. Mẹ, mẹ mệt hả? Giờ mẹ già rồi, sức không còn được như trước nên trông mệt hơn. Mẹ à, giờ con đã có thể đi làm việc phụ mẹ được rồi. Mẹ đi xin với phú ông cho con đi chăn dê cho nhà ông ấy đi mẹ. Trời ơi, con như thế này thì làm sao mà chăn dê cho phú ông được chứ? Mẹ yên tâm, con còn có thể làm tốt gấp mấy lần người thường nữa cơ. Mẹ hãy đi bảo với phú ông ngay đi. Trước những lời chắc như đinh đóng cột của con, bà mẹ bèn đến xin với phú ông. Nghe nói đến sọ dừa, phú ông lại ngần ngại. Hả? Cái gì cơ? Thằng sọ dừa nhà bà đòi đi chăn dê cho ta hả? Bà đang nói chơi với ta đây hả? Dạ bẩm, dạ đâu có dám nói chơi. Nhưng thật sự con trai của tôi một mực khẳng định có thể làm tốt gấp nhiều lần người bình thường. Tôi xin ông hãy cho nó được chăn thử một hôm xem như thế nào, rồi quyết định cũng được mà. Mụ này nói phải, có mất cái gì đâu mà không thử. Nếu nó quả thật chăn được đàn dê nhà ta thì lợi quá. Nó bé tí tròn lông lốc thế, mình sẽ trả tiền công thấp hơn đứa bình thường, nuôi nó chẳng tốn mấy cơm. Nếu tình bà cũng đi ở cho nhà ta lâu năm, ta cho nó một cơ hội. Mau về gọi nó đến đây chăn thử một hôm xem thế nào. Nó mà để mất một con của nhà ông là phải đền gấp ba đấy nhé. Chẳng ngờ cậu chăn dê rất giỏi. Ngày ngày cậu lăn sâu đàn dê ra đồng, tối đến lại lăn sâu đàn dê về nhà. Cả đàn dê con nào con nấy cứ no căng, phú ông lấy làm mừng lắm. Vào ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm hết cả. Phú ông bèn sai ba cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho sọ dừa. Lần đầu tiên là phiên cô chị cả. Sao cha lại bắt mình mang cơm cho cái thằng người không ra người, ngợm không ra ngợm đó chứ? Chào cô cả, cô mang đến cho tôi đấy hả? Êu ơi, đừng có nói chuyện với ta. Từ mai á, đừng hòng ta mang cơm ra đây nữa. Nhìn mà phát khiếp à. Thấy sọ dừa kỳ dị, hai cô chị liền hắt hủi sọ dừa, rồi họ đùng đẩy hết việc đưa cơm cho cô Út. Thật may, cô em Út vốn tính thương người, nên đối đãi với sọ dừa rất tử tế. Tôi mang cơm đến cho anh đây, anh ăn đi cho nóng nha. Cảm ơn cô Út, cô thật tốt với tôi. Sao lại cảm ơn tôi chứ? Anh đã giúp cha tôi chăn đàn dê tốt như vậy mà. Tôi cảm ơn anh còn chưa hết nữa là. Một hôm, cô Út đi đưa cơm cho sọ dừa sớm hơn bình thường, đi đến chân núi thì cô nghe tiếng sáo véo von,
tiếng sáo lúc bổng lúc trầm, lúc mau lúc khoan, thấm thía cõi lòng, làm cô gái tự nhiên thấy bồn chồn, thổn thức. Hả? Anh chàng thổi sáo lúc nãy đâu rồi nhỉ? Rõ ràng mình vừa nhìn thấy ở đây mà. Cô Út mang cơm đến cho tôi hả? Anh Sợ Dừa có nhìn thấy ai thổi sáo ở quanh đây không? Lúc nãy tôi có nghe tiếng sáo rất hay của ai đó thổi á. Chắc cô Út nghe nhầm rồi, tôi có thấy ai đâu. Nhưng nhiều lần sau đó, cô Út biết Sợ Dừa không phải người thường. Từ đấy, cô đem lòng yêu Sợ Dừa. Có cái gì ngon, cô cũng cất giấu để mang đến cho anh. Đến cuối mùa ở thuê, Sợ Dừa bỗng giục mẹ đến hỏi con gái Út Phú Ông về làm vợ. Bà lão thấy vậy, tỏ ra vô cùng sửng sốt. Nhưng thấy con năn nỉ mãi, bà cũng chiều lòng. Cái thằng Sợ Dừa nhà bà muốn cưới con Út nhà ta. Trời ơi, thằng Sợ Dừa muốn hỏi cưới em Út nhà ta kìa. Mẹ con bà ta vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh hay sao ấy. Buồn cười chết mất đi được à. Đúng là chuyện hoang đường nhất từ trước đến nay chị từng nghe đấy. Cha, con đồng ý lấy chàng Sợ Dừa. Cái gì? Con đồng ý lấy cái cục Sợ Dừa lăn long lóc trên đất đó hả? Con rất tỉnh táo. Chàng Sợ Dừa là một người rất hiền lành lương thiện. Con thật sự muốn kết duyên cùng với chàng. Ôi, cô Út, cô đồng ý lấy Sợ Dừa nhà tôi thật hả? Trời ơi, phúc đức cho nhà tôi quá. Lão Phú Ông chắc chắn không muốn gả con gái cho một người như Sợ Dừa. Nhưng thấy con gái Út đồng ý, lão bèn nghĩ ra kế. Phải thách cưới thật lớn, mà nhà Sợ Dừa chắc chắn sẽ không lo được mà từ bỏ ý định. Mụ về bảo nó, nếu có đủ các thứ này thì ta gả con cho. Một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 con dê béo, 10 vò rượu tâm. Lại phải dựng lấy 5 gian nhà ngói, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng. Nói trong 3 ngày, nếu có đủ các lễ vật thì ta gả con Út cho ngang. Bà mẹ buồn rầu về báo tin với con. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, cứ để con lo. Làm sao mà con lo cho được từng đấy sinh lễ thách cưới chứ? Trời ơi con ơi, con không nói chơi đó chứ. Con nói chơi với mẹ làm gì? Mẹ cứ chờ đến ngày đó mà xem. Quả thật, đúng ngày hẹn, bỗng dưng trong nhà có đầy đủ mọi sính lễ. Lại có cả gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà của Phú Ông. Phú Ông hoa cả mắt, đành phải gật đầu đồng ý. Trong ngày cưới, Sợ Dừa cho bày cổ thật linh đình. Lúc rước dâu, chẳng ai thấy Sợ Dừa trọc lóc, xấu xí đâu. Chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh cô Út. Từ ngày ấy, hai vợ chồng Sợ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, Sợ Dừa còn tỏ ra rất thông minh. Chàng ngày đêm miệt mài đèn sách, và quả nhiên năm ấy, Sợ Dừa đỗ trạng nguyên. Thế nhưng, cũng lại chẳng bao lâu sau, Sợ Dừa được vua sai đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và 2 quả trứng gà, dặn vợ luôn phải mang theo bên mình để phòng thân. Quan Trạng đi khỏi cũng là thời cơ chờ đợi bấy lâu của hai cô chị ghen ăn tức ở với em mình. Em gái ơi, giờ này mà còn may vá theo thủa gì nữa, tiết xuân đang đẹp, đi chèo thuyền với các chị đi. Hai cô chị sinh lòng ghen ghét, rất tâm hại em để thay làm bà Trạng. Hai chị cô đã rủ cô Út chèo thuyền, đã bị chọc thủng ra biển, rồi cứ thế lừa đẩy cô em ra khơi trong lúc sóng to gió lớn. Cô Út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô dạt vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh đá lấy lửa nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, 2 quả trứng gà cũng kịp nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn cùng với cô. Bỗng một ngày nọ, 2 con gà cứ hướng ra biển mà gáy to. Phải thuyền Quan Trạng rước cô tôi về. Y lời gà gáy, đó chính là thuyền Quan Trạng đi tìm. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Quan Trạng đưa vợ về nhà, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế khắp khởi mừng thầm.
tranh nhau kể chuyện về cô em rủi ro ra chiều thương tiếc lắm. Trời ơi, ôi, em gái đáng thương của tôi, em ấy đi chèo thuyền ngoài biển một mình thì bị lật thuyền. Lúc đó, lúc chúng tôi chạy ra để cứu cô ấy thì không còn kịp nữa. Tội nghiệp quá. Trời ơi, em của tôi, em của tôi. Trước khi đi, em ấy còn dặn dò hãy thay em ấy chăm sóc chồng của em. Em ơi, em cứ yên tâm đi, hai chị sẽ hoàn thành tâm nguyện của em mà. Chị ơi, em nói vậy khi nào vậy? Em còn đây, sao phải nhờ ai khác chăm sóc chồng của em chứ? Hai chị cứ nghĩ là em chết rồi sao? Nhưng mà thật đáng tiếc là em đã về đây để kể cho mọi người nghe, trong khi chồng em đi vắng, hai chị đã chăm sóc em như thế nào. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, liền bỏ đi biệt xứ, không ai còn nhìn thấy. Hai vợ chồng Quan Trạng từ đó sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Jack và những chú bồ câu. Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn bây giờ. Con ăn xong rồi, con xin phép mẹ cho con ra ngoài chơi một lát ạ. Đi đâu thế con? Vừa mới ăn xong mà. Con phải ra thăm lũ bồ câu mẹ ạ. Đến giờ ăn của chúng rồi, con đi nha mẹ. Kìa, Jack, đi từ từ thôi con. Cái thằng bé này suốt ngày tiếu tít với lũ bồ câu, đến quên cả ăn hả? Ăn đi các bạn, ăn cho có sức bay lượn nha. Bài học vẽ tĩnh vật hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về hoàn thành nốt việc tô màu cho bức tranh của mình nha. Dạ vâng thưa thầy. Tốt lắm. Ngày kia chúng ta có một tiết mỹ thuật nữa. Chủ đề của hôm đó sẽ là vẽ chim bồ câu. Lớp ta có nhà bạn nào nuôi chim bồ câu không? Nếu có thể mang đến một con để làm mẫu cho cả lớp. Nhà mình có nuôi chim nhưng không phải là chim bồ câu. Nhà mình chỉ nuôi mèo thôi. Kìa Jack, cậu hãy mang một con chim bồ câu đến cho cả lớp làm mẫu đi. Nhưng nhà tớ có nuôi chim bồ câu đâu. Nhà cậu không nuôi. Dân tớ biết cậu thường hay ra quảng trường Sydney cho lũ bồ câu ăn. Lũ bồ câu ấy rất thân thiện với cậu. Cậu muốn bắt một con mang đến đây thì quá dễ dàng rồi. Bắt một con mang đến á, nhưng mà... Thôi thầy, bạn Jack có thể mang một con bồ câu đến ạ. Cậu làm gì vậy? Tớ có nói là sẽ mang đến đâu. Cậu còn suy nghĩ gì nữa, chỉ là mượn tạm để làm mẫu vẽ thôi mà. Xong việc chúng ta sẽ thả nó về bầy đàn, có làm hại nó đâu. Nhưng mà... Nếu như Jack có thể mang đến thì tuyệt quá rồi. Em đồng ý cho cả lớp mượn chú chim bồ câu đó một ngày chứ. Chắc chắn là sẽ cho nó ăn uống đầy đủ. Nếu thầy đã nói thế thì ngày kia em sẽ mang nó đến ạ. Cảm ơn em và chú chim bồ câu nha. Tiết học vẽ hôm nay diễn ra rất thành công. Dạ không có gì ạ. Em xin phép thầy ra về. Chú bồ câu này cần trở về với bầy của mình rồi. Ừ, tạm biệt em. Chào các bạn. Mình trả Jenny về cho các bạn nè. Kìa, sao các bạn lại bay đi hết vậy? Các bạn không nhận ra mình sao? Mình là Jack, vẫn thường đến chơi với các bạn đi mà. Kìa, sao các bạn lại xa lánh mình vậy?
thôi nào con trai, đừng khóc nữa mà. Mẹ ơi, con thật sự không hiểu tại sao từ ngày lũ chim thân thiết với con là thế mà tự nhiên chúng lại thay đổi rồi. Cứ nhìn thấy con là tránh xa, như thể con là kẻ thù của chúng vậy. Con nghe mẹ nói này, con muốn biết vì sao lũ bồ câu lại thay đổi thái độ như thế hay không? Vì sao thế ạ? Con có biết rằng bất kể là trong tình thân hay tình yêu đều không thể nào chấp nhận được sự lừa dối, dẫu chỉ là một phút thôi hay không? Con không hiểu ạ, con đã lừa dối gì? Việc con bắt một chú bồ câu mang đi đã khiến cho cả đàn bồ câu bị tổn thương. Chúng nghĩ rằng con đến với chúng là để lợi dụng, rồi dần dần sẽ bắt hết cả đàn. Đó là sự phản bội, mà một lần phản bội sẽ tạo thành ngăn cách không gì bù đắp nổi đâu. Chính vì vậy mà lũ chim mới sợ hãi và tránh xa khi nhìn thấy con đó. Con trai à, con đã mắc sai lầm khi đưa một chú chim bồ câu ra khỏi bầy đàn của nó. Lũ chim đã mất niềm tin nơi con rồi. Thì ra là vậy. Tại sao con lại mang nó đi cơ chứ? Con đã làm lũ chim hoảng sợ rồi. Con sai rồi. Con hiểu ra là được rồi. Sự tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau là vô giá. Một khi đã mất đi thì dùng bất kể thứ gì cũng không thể đánh đổi lại được. Con hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay nha. Con nhớ rồi mẹ ạ. À. Thôi, con ra rửa mặt đi, rồi con vào ăn cơm. Dạ. Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sun Pharma. Sức mạnh của ngôn ngữ. Doanh thu 6 tháng đầu năm nay của công ty chúng ta liên tục tăng nhanh, vượt xa so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi rất hài lòng về điều đó. Mọi người đã vất vả lắm rồi. Lần này, công lao lớn nhất thuộc về khối kinh doanh. Giám đốc kinh doanh mới nhậm chức không lâu, nhưng những chiến lược mà anh đưa ra rất bài bản, thiết thực. Cảm ơn Tổng Giám đốc đã khen ngợi. Tôi cũng như toàn thể nhân viên sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Là một cổ đông nhỏ của công ty, tôi muốn hỏi giám đốc kinh doanh có kế hoạch gì ngay trong tháng tới? Dạ, tôi đề xuất làm một thí nghiệm về sức mạnh của ngôn ngữ tại một trường tiểu học trong thành phố chúng ta. Anh nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Thí nghiệm sao? Công ty chúng ta chuyên nghiên cứu về nội thất, sao lại nghiên cứu về ngôn ngữ để làm gì? Mọi người yên lặng. Giám đốc kinh doanh, anh tiếp tục trình bày đi. Trước khi trở thành giám đốc của công ty, tôi bắt đầu đi lên từ vị trí nhân viên bán hàng. Tôi nhận thấy một mặt hàng được bán ra không chỉ dựa trên chất lượng, giá cả, mặt bằng, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ phục vụ và sự tư vấn của các nhân viên tại showroom. Chiến lược kinh doanh sắp tới được đề xuất chính là nâng cao thái độ phục vụ, đào tạo nhân viên tư vấn bài bản và chuyên nghiệp hơn nữa. Thí nghiệm này của tôi sẽ để mọi người cùng chứng kiến ngôn từ có sức ảnh hưởng thế nào đến tất cả chúng ta. Nhưng tại sao lại ở trường học? Và quy mô của thí nghiệm này thế nào? Tổng chi phí, tôi nghĩ là số tiền nhỏ nhất mà công ty từng đầu tư từ trước đến giờ, chỉ là 2 chậu cây mà thôi. Ý tưởng lạ lùng đấy. Tôi đồng ý đề xuất này. Cho dù không chứng minh được gì thì đây cũng là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, quảng bá cho tên tuổi của công ty. Hãy cứ làm theo kế hoạch này đi. Họ làm gì thế nhỉ? Sao lại để 2 cây cảnh giống nhau ở đây? Sao họ phải chụp lồng kính vào thế? Trước tấm kính mỗi cây có dán dòng chữ chậu cây bị bắt nạt và chậu cây được ca ngợi là sao nhỉ? Hôm nay,
hãng nội thất IKEA mang đến hai chậu cây xanh. Họ nhờ chúng ta cho đặt chúng ở đây. Hai cây xanh sẽ được chăm sóc giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời. Nhưng thưa chú, hai chậu cây này giống hệt nhau, tại sao lại đặt tên khác nhau như thế ạ? Chúng tôi muốn nhờ các cháu làm một việc. Hàng ngày các cháu hãy dọa nạt, mắng chửi, chê bai một chậu cây, trong khi đó là dành những lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương với chậu cây còn lại. Thời gian thực hiện thí nghiệm này trong vòng 30 ngày. Sau đó chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả nhé. Như vậy là sao đây? Các em cứ nhớ và thực hiện lời nhờ vả của chú ấy hàng ngày nhé. Một tháng sau, mọi thắc mắc của chúng ta sẽ có câu trả lời. Vâng ạ. Bây giờ, các cháu hãy xếp hàng và lần lượt đến chỗ từng cây để nói chuyện với chúng nhé. Cây ơi, cậu thật là xanh tươi. Mình mong cậu lớn lên thật nhanh, ra hoa cho trường mình thêm đẹp nhé. Kể từ ngày mai, có chuyện gì vui mình cũng sẽ kể với cậu. Mình sẽ coi cậu như người bạn thân thiết của mình. Cậu giống hệt cây bên cạnh kia, nhưng mình lại không thích cậu chút nào. Mong sâu bệnh sẽ sớm ăn hết lá của cái cây này đi. Cây gì mà xấu quá. Nếu không được phân chia công việc tưới nước, mình sẽ kể nó héo rũ đi để mua cây khác. Các cháu làm tốt lắm. Thưa thầy, thầy với chú cũng nói gì với hai cái cây này đi. Được rồi. Chúng ta nói gì đây anh nhỉ? Hay là tôi khen cái cây nhé? Dạ được ạ. Ta chúc cây xanh tốt đến ngày được ra khỏi lồng kính này nhé. Còn mày, chắc là sẽ héo rũ trước khi thí nghiệm này hoàn thành. Những ngày sau đó, hai cây vẫn được các em chăm sóc. Cây bị bắt nạt liên tiếp nhận về vô số lời chê bai. Trong khi đó, cây được ca ngợi hàng ngày đều nghe những lời khen tích cực. Một tháng sau. Thật ư? Kết quả thí nghiệm thực sự là như vậy sao? Thật không thể tin được. Dạ, Dân ạ, tôi thật không dám báo cáo sai lệch, thưa Tổng Giám Đốc. Chúng ta phải đến xem hai cái cây đó bây giờ thế nào ngay thôi. Như mọi người đã thấy, sau 30 ngày thực hiện thí nghiệm, kết quả thu được là cùng một điều kiện chăm sóc như nhau, nhưng cây bị bắt nạt, trở nên héo úa rồi chết đi. Trong khi đó, cây được ca ngợi lại phát triển xanh tươi. Điều đó chứng tỏ ngôn ngữ mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Một lời chê bai, mắng mỏ sẽ ngay lập tức sinh ra cảm xúc tiêu cực theo cho cả hai bên, người nói và người nghe. Ngược lại, những lời động viên và khen ngợi được nói ra, bầu không khí tự nhiên trở nên vui vẻ và đầy tích cực. Chính vì vậy, chúng ta cần không nên tùy tiện trách, nói xấu người khác. Cần nói ra những lời hay ý đẹp, các em nhé. Vâng ạ. Công ty chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh công việc đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng cho thật tốt. Đó chính là cách để giữ khách hàng dài lâu. Tôi phê duyệt đề xuất kinh doanh của cậu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Để khám phá sức mạnh của ngôn ngữ, hãng nội thất của Thụy Điển, IK, đã tiến hành một thí nghiệm tại một trường học ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Tại khuôn viên nhà trường, người ta mang đến hai chậu cây xanh được đặt trong lồng kính, được chăm sóc nghiêm ngặt giống nhau với cùng lượng nước, phân bón và ánh sáng mặt trời. Sau 30 ngày thực hiện thí nghiệm, kết quả thu được đã lập tức gây chấn động thế giới. Cùng một điều kiện chăm sóc như nhau, nhưng cây bị bắt nạt phải nghe những lời chê bai mắng mỏ, hay nói cách khác là chịu sự xúc phạm bằng bạo lực lời nói trở nên héo úa. Trong khi đó, cây được ca ngợi, nhận về rất nhiều lời khen, lại phát triển xanh tươi. Điều đó chứng tỏ ngôn ngữ mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Sự ra đời
của động cơ hơi nước cho tàu chiến. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về nhà khoa học Benjamin Bradley tại Mỹ năm 1859. Maryland, Hoa Kỳ năm 1859. Đây là số sách hôm qua tớ kể cho cậu nghe đó, hay cực luôn. Chồng sách cậu mới cứng cơ, cảm ơn cậu chủ. Giá mà tớ có thể dẫn cậu tới thư viện nhà tớ. Ở đó có mấy cái giá sách lớn khổng lồ, đến nỗi cần phải bắt thang để lấy sách. Đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn. Vậy thì thật tuyệt. Cậu chủ đúng là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu dạy tôi đọc chữ, lại còn cho tôi mượn sách nữa. Kevin Hammond, còn dạy thằng bé nô lệ này học chữ sao? Con lại còn dám đem sách của ta cho nó học nữa chứ. Con quả là liều lĩnh quá rồi. Mau bắt cậu chủ về nhà đi. Còn thằng nhóc này, phạt nó một trận rồi, và đẩy nó ra làm việc ở xưởng in đi. Từ nay cấm mày bén mảng lại gần Kevin nhà ta, biết chưa? Không, đừng phạt Bradley mà. Chúng con không làm gì sai hết. Bradley à, tớ xin lỗi. Ta đã dặn con rồi mà, đừng quá thân thiết với cậu chủ Kevin, lại còn học chữ nữa. Ông chủ chỉ phạt con như vậy là nhẹ tay quá rồi đó. Con phải biết thân phận của mình là nô lệ chứ. Nhưng chúng ta cũng là người mà mẹ. Dù có là người thì chúng ta cũng chỉ là một món hàng của ông chủ mua về, nên số phận của chúng ta ông chủ toàn quyền quyết định. Con nên nhớ rõ điều đó và làm việc chăm chỉ ở xưởng in đi. Đừng có gây thêm họa cho nhà ta nữa. Bradley, lát nữa hãy vào nhà kho dọn lại cho sạch sẽ đi. Chà, thú vị quá. Bradley, cậu lại biến đâu mất rồi? Mau sang đây giúp tôi đi. Dạ vâng, cháu đi ra ngay đây ạ. Mai mình sẽ tiếp tục nghiên cứu. Một thời gian sau. Ôi thật tuyệt vời, cậu tự chế tạo được cả động cơ hơi nước cơ hả? Có thật là cậu chế tạo thứ này từ đống rác thải và chi tiết máy mà chúng ta vẫn bỏ đi hằng ngày không đấy? Vâng, cháu chỉ sửa lại một chút rồi lắp ghép lại theo những gì cháu hiểu thôi ạ. Có chuyện gì mà cả lũ không làm việc lại túm tụm hết ở đây vậy hả? Dạ thưa ông, chúng tôi chỉ tranh thủ nghỉ giải lao một chút thôi ạ. Cây máy gì ở đây thế này? Đây là động cơ hơi nước do Bradley tự chế tạo ra được đấy ạ. Cổ máy này là chính mày tự làm ra sao Bradley? Dạ, con chỉ vô tình nhặt được quyển sách và tò mò làm theo vào những lúc rảnh rỗi thôi ạ. Con không lơ là việc ở xưởng in đâu. Cũng được đó. Không phải thằng bé 16 tuổi nào cũng làm ra được những thứ này đâu. Có lẽ tao nên xin cho mày chuyển sang làm việc ở Học viện Hải quân. Ở đó chắc chắn sẽ có nhiều thứ thế này cho mày làm. Ở đó con được chế tạo những cỗ máy thế này ạ. Đúng thế, mày có thể làm tất cả mọi thứ mày muốn. Càng chế tạo ra nhiều thứ càng tốt. Không những thế, mày còn được nhận trợ cấp nữa đấy. Chẳng chỗ nào có cơ sở nghiên cứu tốt bằng ở đây đâu. Vậy thì tuyệt quá thưa ông chủ. Một thời gian sau. Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Nghỉ thôi Bradley, cậu chăm chỉ hết phần của tất cả mọi người rồi đấy. Tôi nghĩ tôi chưa thể rời khỏi đám này được nếu chưa thể làm xong. Cậu có vẻ rất thích chế tạo ha. Những người nô lệ như tôi không được học hành, thậm chí còn bị cấm đọc sách. May mà ông chủ cuối cùng vẫn không trách phạt, mà còn tạo điều kiện cho tôi đến đây để làm việc. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy. Chúng tôi, những người bạn cùng học việc với cậu và cả giáo sư nữa, luôn đề cao trí thông minh và sự chăm chỉ của cậu, Bradley à. Cậu vào đây phần lớn là do năng lực, học viện nào cũng có sự chắt lọc và chỉ tiêu cần thiết. Dưới thân phận nô lệ, cậu có nghĩ rằng cậu đang bị ông chủ của mình bán rẻ không? Bán rẻ là sao? Chẳng phải mỗi tháng cậu chỉ nhận được $5 thôi sao?
Đúng vậy. Theo tôi được biết thì mức lương thực tế mà cậu nhận được không khác gì chúng tôi. Đấy là mức lương toàn phần cho những nhà nghiên cứu, thậm chí còn cao hơn vì những đóng góp xuất sắc của cậu. Nhưng cậu chỉ nhận về $5 cho bản thân. Vậy thì tất cả số tiền còn lại chúng đều vào túi của ông chủ Diamond sao? Với tư cách một người bạn, tôi chân thành khuyên cậu hãy tìm cách để chuộc lại bản thân từ lão chủ tham lam đó đi. Cậu có được bộ óc thiên tài và cậu xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì cậu đang nhận được. Từ nay cấm mày bén mảng lại gần Kevin nhà ta, biết chưa? Dù có là người thì chúng ta cũng chỉ là một món hàng của ông chủ mua về, nên số phận của chúng ta ông chủ toàn quyền quyết định. Nhưng cậu chỉ nhận về $5 cho bản thân, vậy thì tất cả số tiền còn lại... Hóa ra trước nay sự biết ơn, kính trọng của mình dành cho ông chủ John chẳng có nghĩa lý gì hết. Mình mãi mãi chỉ là một nô lệ, một món hàng giá hời trong tay ông ta sao? Quan Ly, tớ có việc cần nhờ cậu giúp đỡ. Ôi không, Shetley, đây là động cơ mà cậu tự chế tạo sao? Tớ nghĩ rằng nếu thử nghiệm, nó có thể đủ mạnh để vận hành một con tàu chiến chạy ít nhất 10 hải lý. Wow, thật tuyệt vời, Shetley à. Cậu cần tớ giúp việc gì? Tớ là một nô lệ, như cậu biết rồi đấy. Và tớ không thể đăng ký xin cấp bằng sáng chế được. Tớ muốn bán lại nó cho cậu. Đó là công sức làm việc bao ngày đêm của cậu. Làm sao tớ có thể cướp trắng như vậy được? Vậy nên tớ mới nói là tớ muốn bán nó cho cậu. Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Tớ cần tiền để tự chuộc lấy tự do của mình. Nếu không, cả đời tớ sẽ bị người ta cướp trắng mất. Vậy tớ sẽ giúp cậu. Ngày 30 tháng 9 năm 1959, John T. Hammond đã ký giấy trao trả lại tự do cho Benjamin Reddy tại quận Annie Andredale, Maryland, sau khi Reddy đã nộp đủ số tiền cần thiết. Dù đã quá muộn để lấy lại tên trong bằng sáng chế động cơ hơi nước cho tàu chiến của mình, nhưng Benjamin Reddy đã được sống phần còn lại tự do với tư cách là một giảng viên của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, tiếp tục cống hiến cho nhân loại những công trình nghiên cứu có giá trị. Nàng tiên cá hai đuôi Melusin. Ngày xưa, ở nước Pháp cổ kính, mỗi con sông đều có vị thần cai quản để ban sự sống an lành cho dòng sông đó. Dòng sông Sin cũng vậy. Nơi đây, nàng tiên cá hai đuôi Melusin xinh đẹp chính là vị thần quyền năng bảo vệ vạn vật dưới nước cũng như hai bên bờ sông cho một cuộc sống yên bình. Xem chừng sắp có điều chẳng lành rồi. Tai ương sắp tới có vẻ sẽ rất lớn. Một mình ta liệu có bảo vệ được tất cả không đây? Khung cảnh đẹp mắt này thật đáng tiếc sắp bị hủy hoại rồi. Phải lên đầu nguồn canh chừng sẵn mới được. Mây mù giăng đầy quá. Còn chặt thuyền vào nha. Xem chừng sắp có bão to đó. Chắc à, cậu không neo thuyền mà còn đi đâu vậy? Tối nay dự là sẽ có bão lớn đó. Tôi biết rồi. Chính vì thế tôi mới phải đi gấp đây. Khu vườn bên bãi bồi của tôi mới gieo hạt mà chưa che chắn xong. Tôi phải nhanh chân xuống đó, không tất cả sẽ công cốc mất. Nếu không thật cần thiết thì có khi cứ để đó đi. Chờ cậu xuống bãi bồi mà bão lũ về bất chợt thì mất mạng như chơi đó. Không sao, tôi chỉ xuống một lát thôi, chứ không đi thì tôi không yên tâm được. Nhớ cẩn thận nha. Vâng. Lũ về rồi sao? Nhanh hơn cả mình dự đoán rồi. Mưa mất rồi. Mưa lớn rồi, giờ mà cố trở về thì cũng nguy hiểm. Chỉ mong sao lũ qua nhanh, không ngập lên bãi bồi thì ở đây tránh tạm vậy. Lũ trên đầu nguồn đang đổ về, dòng nước có vẻ lớn. Phải tách dòng nước từ đây thì mới giảm bớt áp lực của dòng sông được.
nước sông đang dâng rất nhanh. Cơn bão này có vẻ lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bãi bồi sẽ nguy mất. Mình nên ở đây hay ra thuyền để tránh nước dâng đi. Nếu ở đây nước lên cao, mình sẽ không có chỗ trú. Còn nếu ra thuyền thì có đủ hay không thì cũng rất nguy hiểm vì gió lớn. Nhưng nếu khéo léo chèo chống thì vẫn còn cơ hội. Có lẽ phải ra thuyền thôi, rồi tùy cơ xử lý tiếp. Không xong rồi, cơn bão này lớn hơn mình tưởng. Cứ như thế này mình sẽ không đủ sức mà cầm cự mất. Dòng sông cũng sắp không chịu được rồi. Chỉ có thể dồn hết năng lượng chặn hẳn dòng lũ đổ vào sông, mà đổ sang nhánh chảy vào núi kia thôi. Hả? Không xong rồi, dòng lũ thế kia thì mình sẽ bị nhấn chìm mất. Đành tùy vào số phận vậy. Ủa, sao dòng lũ vẫn chưa tới ư? Hả? Chuyện gì thế này? Dòng lũ đâu rồi? Không thể tin được, như vừa có một phép màu xảy ra vậy. Chà, xem chừng cơn bão hôm qua cứ lo lắng nhưng cũng không có lớn lắm ha. Nè nè, các ông không biết gì sao, dòng sông Sin ở đoạn phía dưới bỗng chia thành hai nhánh đó. Hả? Có chuyện đó sao? Thì tôi vừa ở dưới đó về đây, thật kinh ngạc. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa. Chắc là lũ về nhưng tách ra thành nhánh sông đó đấy. Ôi trời ơi, có chuyện đó thật sao? Các ông không tin thì xuống đó xem đi. Dòng sông tách thành nhánh mới ư? Thật kỳ lạ, sao có thể được chứ? Chà chà, hôm nay thời tiết tốt quá. May thật, cuối cùng thì dòng sông và vườn của mình cũng bình an. Ủa, gì thế kia? Là một cô gái ư? Sao cô ấy lại dạt vào đây thế này? May quá, cô ấy còn sống. Hả? Đây là đâu? Anh là ai? Kìa cô gái, cô hãy bình tĩnh. Tôi thấy cô dạt vào bờ nên đưa cô vào đây. Cô có sao không? Hả? Chân, là chân của tôi. Cô sao vậy? Cô có bị đau ở đâu không? Không, không có gì. Cảm ơn anh đã cứu mạng, nhưng đến lúc tôi phải đi rồi. Cô cứ ở đây để tôi có thể chăm sóc cô. Tôi là Jack. Xin lỗi cô, nhưng có lẽ là tôi đã phải lòng cô mất rồi. Tôi sẽ ở lại đây với một điều kiện. Xem như đó là điều tuyệt mật giữa hai chúng ta, là anh không bao giờ được nhìn tôi tắm. Nếu không, mọi thứ sẽ vĩnh viễn biến mất. Anh có thể vì tôi mà làm điều này được không? Ta đồng ý. Em là Melusine. Thời gian sau. Melusine, Melusine ơi, em ở đây nè. Melusine, em còn ở đây sao? Chúng ta chuẩn bị về làng đi. Dạ vâng, em sợ tối nay có bão nên đang cố hái hết chỗ trái cây này về. Cũng sắp xong rồi nè. Thôi, về làng nhanh đi. Chỗ trái cây này cứ để đó đã. Từ lúc em đến đây với ta đã 2 năm qua đi, giờ ta mới thấy thời tiết có vẻ đáng lo ngại thế này. Ta sợ sẽ có bão như năm xưa đó. Thế nên cứ để đó về làng cho an toàn đã. Em hiểu sự lo lắng của anh mà. Được rồi, mình về làng thôi nào. Anh vào nhà trước đi, em chạy ra bờ sông một chút sẽ trở về ngay. Hãy tin em nha. Nhớ sự thỏa thuận giữa hai chúng ta suốt thời gian qua đó. Anh ở yên trong nhà và đợi em nha. Nhưng mà... Không ổn rồi. Thời tiết thế này, sợ rằng cơn bão sẽ còn lớn hơn năm xưa. Mình không thể ngồi yên thế này được. Cố lên nào. Cẩn thận nha. Không xong rồi, thì con Mia bị cuốn đi rồi. Không kịp đâu Jack à. Dưới kia có khúc ngoặt, tôi sẽ bắt được dây neo thuyền thôi. Ủa, cái chân phải là Melusine sao? Melusine, cô ấy đi đâu vậy?
Nhưng không được, cô ấy đã dặn mình là không được đến gần khi cô ấy chạm vào nước. Nhưng mà cô ấy đi đâu làm gì trong lúc bão lũ thế này chứ? Melusine, em định làm gì thế? Melusine, em làm gì thế? Quay lại ngay! Jack à, sao anh lại ra đây? Đây là lý do mà từ trước em luôn không cho phép anh nhìn em mỗi khi em chạm vào nước, phải không? Melusine, em thật ra là ai? Jack à, điều đó không quan trọng. Em phải cứu dòng sông và thôn làng cái đã. Sau đó chắc cũng không gửi lời chào đến anh được. Anh đã biết sự thật rồi, cho nên em không thể ở lại như trước được nữa. Không, Melusine. Thời gian sau, bị Jack nhìn thấy hình hài tiên cá của mình, Melusine hóa thành rồng bay đi. Cơn bão hôm đó đã tan biến, dân làng yên bình, nhưng Melusine và Jack mãi mãi bị chia cắt. Lúc này, Jack mới biết sự hy sinh của Melusine khi cô ở bên cạnh mình. Từ đó, chàng luôn ngồi thuyền trên sông chờ đợi nàng trở về. Zimasum với công thức độc đáo từ thảo dược, an toàn, lành tính, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Zimasum nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!